Thời gian gần đây thì nhà Dell đã cho ra mắt một em sản phẩm với thiết kế cực kỳ độc lạ. Nó chính là Dell XPS 13 Plus với mức giá là hơn 56 triệu nhưng mà sở hữu cho mình cấu hình rất là mạnh mẽ như là Intel Core i7-1260B. Và được đặt lên bàn cân với em máy này đó chính là một em laptop đến từ nhà Apple, MacBook Air M2 sở hữu một con chip mạnh không kém, đó là con chip M2, và mới mức giá thấp hơn rất là nhiều là khoảng 30 triệu. Vậy khi mà so sánh giữa hai em máy này thì chúng ta nên lựa chọn em máy nào? Cùng mình tìm hiểu qua video này nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi vào so sánh về phần thiết kế của hai con máy này. Nhìn chung, ở trên hai con máy chúng ta sẽ đều có những cái bước tiến cũng như là có những thiết kế rất là mới lạ. Trên em MacBook Air M2, đây là lần đầu tiên sau 4 năm Apple đã thay đổi về thiết kế trên dòng MacBook Air kể từ ngày ra mắt chiếc MacBook Air 2018. Còn với em Dell XPS 13 Plus này, đây là một cái dòng máy mới hoàn toàn tách ra khỏi dòng Dell XPS thông thường, thậm chí là có thể nói đây là một chiếc máy đến từ tương lai bởi vì nó phá vỡ hoàn toàn các quy tắc tưởng chừng như là cơ bản trên một chiếc laptop. Nếu như trên em MacBook thì nhìn từ xa khá là vuông vức, nhưng mà khi đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy được cái sự bo cong mềm mại. Thì trên Dell XPS chúng ta sẽ có được cái form vuông vức được vác sắc cạnh ở mọi nơi trên chiếc máy này. Ở trên hai con máy này nó đều sẽ cho chúng ta một cân nặng rất là lý tưởng là 1,2 kg, và độ dày trên em M2 sẽ là 11,3 mm, nhỉnh hơn một chút so với Dell XPS 13 Plus là 15,2 mm. Về thiết kế trên hai máy này thì mình thấy rất là khó để đưa ra sự lựa chọn rằng thiết kế của em máy nào nổi bật hơn, bởi vì nó đều sẽ chúng ta một cái sự nhỏ gọn cũng như là sang trọng. Nên là mình nghĩ khi mà đặt vào tình huống phải lựa chọn một trong hai chiếc máy này thì mình nghĩ là các bạn nên tùy thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi người. Nếu mà bạn là thích một sự đơn giản cũng như là không kém phần sang trọng thì chắc chắn bạn sẽ rất thích em MacBook Air M2. Nhưng mà nếu bạn một người thích đổi mới, phá cách đi thì chắc chắn là em Dell XPS 13 Plus này sẽ không làm bạn thất vọng. Tiếp theo là về phần màn hình. Có thể đây không phải là lần đầu tiên mà Apple đưa thiết kế tai thỏ vào những sản phẩm của mình, nhưng mà có thể nói đây là lần đầu tiên mà Apple đưa thiết kế này vào những con MacBook Air với mức giá dễ tiếp cận hơn với đại đa số người dùng. Đây có thể nói là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên em M2 so với M1. Về em M2 thì tụi mình đã từng review trên kênh. Ở thời điểm đó thì màn hình của MacBook M2 là không có gì để chê cả và rất là khó để tìm được một cái đối thủ cho em máy này. Nhưng mà đó chỉ là chuyện quá khứ mà thôi. Khi mà đặt em M2 cạnh chiếc Dell XPS 13 Plus thì chúng ta có thể thấy được là Apple đã tụt hậu vài năm so với chiếc máy này. Cụ thể thì độ phân giải màn hình trên chiếc Dell XPS 13 Plus này lên đến 3,8K, sử dụng tấm nền OLED thay vì 2K trên tấm nền Liquid Retina như trên MacBook Air M2. Còn chưa kể là viền màn hình trên chiếc Dell thì được làm rất là mỏng, mỏng hơn rất nhiều chiếc M2, và lại còn được hỗ trợ thêm cảm ứng nữa. Còn về phần hiệu năng thì mình sẽ sơ lược qua cho các bạn một chút về hiệu năng của hai con máy này nha. Trên chiếc MacBook Air M2 sẽ được trang bị con chip là Apple M2, và với chiếc Dell XPS 13 Plus là Core i7-1260B cùng với card tích hợp là Intel Iris Xe Graphics. Với cả hai con chip này thì nó sẽ đều cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là mượt mà cũng như là xử lý công việc trơn tru và trải nghiệm ở mức tốt từ các tác vụ giải trí hoặc là làm đồ họa từ cơ bản đến nâng cao hơn một chút. Về RAM thì trên chiếc M2 RAM sẽ là 8GB và ổ cứng là 256GB, và với chiếc Dell XPS thì sẽ là 16GB và 512GB. Nhưng mà đây chỉ là những con số, chúng ta không thể đem những quy chuẩn chung ra để so sánh giữa hai cái hệ điều hành khác nhau được, bởi vì mỗi hệ điều hành đều sẽ cho chúng ta một cái tùy biến cũng như là những cái tối ưu khác nhau hoàn toàn. Nếu như anh em MacBook luôn tự hào với chiếc Silent Trackpad siêu to của mình thì trên chiếc Dell XPS này là một cái bước đột phá khi mà lược bỏ luôn cả phần trackpad và được làm ẩn phía dưới mặt kính, không có phần biên giới. Cảm giác di vuốt trên cả hai chiếc trackpad này khá là tương đồng với nhau, rất nhanh và nhạy. Về phần bàn phím, trên M2 này vẫn được giữ nguyên cái bộ layout quen thuộc cũng như là khác phím bấm được bố trí khá là thoáng. Còn trên chiếc Dell XPS 13 Plus thì phần bàn phím khá là mới lạ, với các phím bấm được đặt sát vào nhau. Bên đầu gõ thì sẽ có hơi lạ tay một chút và rất dễ bị bấm nhầm phím. Và cảm giác gõ trên em Dell này theo mình thấy thì chỉ dừng lại ở mức khá, MacBook M2 vẫn nổi trội hơn. Và còn có một điểm bứt phá hơn trên chiếc Dell XPS này, đó chính là phần phía trên bàn phím được trang bị hàng phím chức năng, cảm ứng điện dung, nhìn trông rất là sáng tạo và mới lạ. Theo cảm nhận của mình thì mình thích cái sự thay đổi trên Dell XPS 13 Plus này hơn, bởi vì nó đem lại cho một cảm giác rất là tương lai cũng như là vô cùng sáng tạo. Tiếp theo là về phần cổng kết nối, Apple năm nay đã đem đến cho MacBook M2 là cổng sạc MagSafe, hai cổng Type-C và một
một jack tai nghe 3.5. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta vừa sạc thì chúng ta vẫn sẽ có free 2 cổng Type-C tiện dụng khi mà các bạn cần cắm các thiết bị ngoại vi. Còn trên chiếc Dell XPS này chỉ duy nhất có 2 cổng Type-C. Khi mà vừa sạc vừa sử dụng thì chúng ta chỉ có duy nhất một cổng Type-C. Nên là việc mua thêm cái hub là một cái điều chắc chắn. Khi mà nhắc đến pin trên MacBook thì Apple đã làm quá là tốt. Cụ thể là trên chiếc MacBook M2 này, Apple đã công bố là pin máy có thể sử dụng được lên tới là 18 tiếng. Còn trên chiếc Dell XPS thì chỉ rơi vào đâu đó 4 đến 5 tiếng mà thôi. Tổng kết lại thì trên cả hai con máy này đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Nên là các bạn nên đưa ra sự lựa chọn phù hợp với bản thân cũng như là nhu cầu sử dụng của mình và túi tiền của mình nữa. Mình xin được phép kết thúc video này tại đây. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và share. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.